Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tổng số vốn kéo dài từ năm 2018 đến nay đã được giải ngân là 4.786 tỷ đồng trong tổng số vốn gần 5.440 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 88%. Tỉnh Lào Cai luôn nằm trong nhóm các tỉnh thành có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cao của cả nước. Riêng nguồn vốn năm 2020 là 4.905 tỷ đồng, đã giải ngân đạt tỷ lệ là 87% kế hoạch. Nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp nhất là vốn dự phòng ngân sách trung ương mới đạt 38% kế hoạch. Trong khi đó, nguồn vốn ứng trước ngân sách địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất đạt 97%. Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Việc giải ngân vốn được thực hiện theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều. Số vốn theo kế hoạch năm 2020 chưa giải ngân là 652 tỷ đồng, được các đơn vị chủ đầu tư cam kết giải ngân trong tháng này hoặc làm thủ tục kéo dài thanh toán sang năm 2021 theo quy định của luật đầu tư công. Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn phối hợp với Ban Quản lý Dự án CRIP vừa tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển ngành gai xanh bền vững tại tỉnh Lào Cai. Cây gai xanh AP1 được trồng để lấy sợi, phục vụ ngành dệt may. Dự án GRID về thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp với dự án phát triển cây gai xanh được thực hiện tại tỉnh Lào Cai và Sơn La. Đến hết tháng 11 năm 2020, phụ nữ các xã là Khánh Yên Hạ, Triềng Ken, Sơn Thủy, Làng Giàng trồng được 15 ha, năng suất bình quân đạt 7 tạ mỗi ha. Qua thực tế phát triển loại cây trồng mới này đang bộc lộ nhiều hạn chế như việc nông dân chưa đảm bảo thời vụ gieo trồng, nhiều hộ còn e ngại, chưa tích cực tham gia. Một số hợp tác xã chưa đáp ứng chu trình liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Vấn đề quan trọng nhất trong phát triển cây gai xanh tại huyện Văn Bàn là cần thống nhất được mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Có như vậy mới đạt được mục tiêu phát triển 300 ha loại cây trồng mới này trong những năm tới khi có liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp và người dân. Huyện Simacai sẽ có 1.200 ha cây ăn quả ôn đới, 330 ha cây dược liệu vào năm 2025. Địa phương đang kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng cơ sở chế biến, bảo quản nông sản. Dự kiến đến năm 2025, sản lượng quả đạt từ 6.000 đến 8.000 tấn. Cây ăn quả ôn đới phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và đang mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân. Loại cây trồng này thường cho quả tập trung trong thời gian ngắn và khó bảo quản. Các loại dược liệu hầu hết bán thô, chưa qua chế biến, chưa phát huy được giá trị kinh tế. Vì vậy, huyện Simacai rất cần có các cơ sở sơ chế, chế biến bảo quản nông sản để gia tăng giá trị. Nghị quyết số 26 ngày 4 tháng 12 năm 2020 thay thế nghị quyết số 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Được thực hiện, sẽ hỗ trợ 60% kinh phí cho một dự án đầu tư cơ sở chế biến nông sản, nhưng không quá 10 tỷ đồng cho một dự án và sẽ hỗ trợ 70% kinh phí cho một dự án đầu tư cơ sở bảo quản nông sản, nhưng không quá 2 tỷ đồng cho một dự án. Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ tại các địa phương của huyện Văn Bàn đang giảm sâu, gây rét hại. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Bàn chỉ đạo các trường học trên địa bàn tập trung chống rét cho học sinh bán trú. Trường tiểu học xã Thẩm Dương có 66 trong tổng số 287 học sinh bán trú ở tại trường. Rét hại như hiện nay, nhà trường vận động phụ huynh học sinh góp củi, chấu để đốt lửa sưởi ấm. Với học sinh bán trú, thầy cô đến từng phòng ở, hướng dẫn học sinh mặc đủ ấm trước khi đến lớp, đồng thời hướng dẫn thực hiện ăn chín uống sôi để đảm bảo sức khỏe. Với cái thời tiết khắc nghiệt như này, đơn vị nhà trường thì có một cái cũng tham mưu với đảng ủy chính quyền địa phương, đặc biệt với phòng giáo dục đào tạo với ủy ban huyện Văn Bàn là huy động các bậc phụ huynh là góp củi và chấu để sưởi và đủ ấm mọi cái cho các cháu để ăn học đảm bảo. Em rất là vui khi được học ở trường này, tuy một đông lạnh nhưng vẫn có rau sạch để ăn, ngồi bên bếp lửa để sưởi ấm. Ở bán trú thì em được thầy cô rất là quan tâm vì thầy cô có cho em chăn để sưởi ấm và có thực phẩm để ăn. Hàng ngày thì thầy cô cho trồng rau sạch và cho cá ăn để có thực phẩm. Những ngày rét, ông Triệu Văn Sú ở thôn Thẩm Con đã mang củi tới trường cùng thầy cô giáo đốt lửa sưởi ấm cho học sinh. Cho con học ở trường tôi cảm thấy rất an tâm vì hàng ngày có cơm ăn no, có chăn ấm để đắp và các con được sưởi ấm trong thời tiết lạnh giá như thế này.
trong thời gian tới sẽ xuất hiện không khí lạnh tăng cường, khiến nhiệt độ giảm mạnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện các biện pháp phòng chống giá rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh nhằm đạt tỷ lệ chuyên cần 100%, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục năm học. Công an xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai vừa tổ chức diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân. Tại diễn đàn, bà con nhân dân đã được thông tin về tình hình an ninh trật tự, công tác xây dựng lực lượng công an xã, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Qua phản ánh của nhân dân, tại địa phương vẫn còn tình trạng trộm cắp tài sản, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, xe chở hàng hóa gây mất an toàn giao thông. Đồng thời đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng công an cần quản lý chặt chẽ hơn nữa địa bàn, các nhóm đối tượng, tiếp tục huy động sức dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Tòa án Nhân dân hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhanh chóng đưa các vụ án ra xét xử, đảm bảo công tâm, khách quan, đúng pháp luật. Các vụ án xét xử đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội là những yêu cầu bắt buộc trong xét xử những vụ án hình sự. Mỗi năm, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai giải quyết hàng nghìn vụ việc, trong đó án hình sự chiếm gần 40%. Số lượng án ngày càng gia tăng, tính chất phức tạp, các phiên tòa lại diễn ra liên tục, đòi hỏi đơn vị phải xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thẩm phán trong giải quyết các vụ án hình sự, duy trì giao ban nghiệp vụ để nắm bắt tiến độ xét xử, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với những vụ án khó, phức tạp. Tòa án tỉnh Lào Cai thì hàng năm thì cũng mở các cái lớp tập huấn cho hội thẩm nhân dân cũng như thẩm phán và mời các chuyên gia của Tòa án Nhân dân tối cao cũng như là các giảng viên của Học viện Tòa án lên để giảng và có những khó khăn vướng mắc gì thì chúng tôi cũng đã cùng bàn bạc thống nhất trong các thẩm phán và để đưa ra những cái đường hướng làm sao xét xử một cách tốt nhất. Trong năm 2020, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai đã thụ lý 528 vụ án hình sự và giải quyết được 527 vụ, đạt tỷ lệ 98,8%. Việc giải quyết các vụ án đạt tỷ lệ cao đang minh chứng rõ nét cho việc tăng cường công tác đổi mới, tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng thẩm phán, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp. Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai chú trọng vào yếu tố con người được xem là giải pháp quan trọng nhất trong việc nâng cao chất lượng xét xử. Đó là vẫn tiếp tục để đầu tư vào cái sự phát triển của con người. Đó là cái quyết định nhất. Mà để phát triển con người đó phải nâng cao cái trình độ nghiệp vụ, nâng cao cái đạo đức công vụ của các đồng chí thẩm phán, các người có chức danh tư pháp trong hệ thống tòa án. Cái đấy thì tôi tin chắc rằng là khi mà đã nâng cao được về mọi mặt như thế, về năng lực chuyên môn, về tư cách đạo đức vân vân, thì tôi tin là cái chất lượng xét xử của Tòa án Nhân dân hai cấp trong cái năm công tác tới từ năm 2021 sẽ tốt hơn nữa. Công tác giải quyết xét xử các vụ án hình sự của Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai được thực hiện đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp kết án oan người không có tội, không bỏ lọt người phạm tội, đã tạo được niềm tin cho nhân dân. Kết quả này đã đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Tết cho người nghèo, chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay chăm lo giúp đỡ người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui xuân đón Tết. Chương trình Tết cho người nghèo năm 2021 với chủ đề Nối vòng tay nhân ái Xuân Tân Sửu 2021 được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Lào Cai, phát trực tuyến trên trang web laocaitv.vn và trang fanpage Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2021.